Xin chào các bạn. Video ngày hôm nay thì Tùng sẽ chia sẻ một cái bài tập chống cho bạn Phương nha. Bạn Phương ở Bình Dương thì có đăng ký học chống online một cái chủ đề tự chọn. Có nghĩa là không theo một cái lộ trình nào hết, mình thích cho nào mình work thì mình work thôi. Thì cái bài bạn Phương chọn ngày hôm nay là cái bài Đường Tình Đôi Ngã của Dương Ngọc Thái hát với Giang Tiên. Thì Tùng sẽ chia ra làm hai phần ha. Phần đầu tiên thì trong cái video này thì Tùng sẽ chia sẻ cho các bạn cái tập những cái câu báo trong cái bài này và những cái kiểu đánh trong cái bài này ha. Nó sẽ ở cái tempo nó chậm. Và cái video tiếp theo thì Tùng sẽ ghép những cái nốt này chạy vô, có thể là chạy vô cái beat nhạc của ca sĩ luôn, để cho các bạn nào theo dõi thì các bạn có thể được tập luôn ha. Thì mỗi cái video như vậy thì Tùng sẽ làm những cái video riêng hướng dẫn chi tiết hơn, gửi cho những người học online. Và có những cái file này ha, cho nên là bạn nào mà muốn đăng ký học online theo kiểu này thì cũng có thể liên hệ Tùng nha. Và cái nội dung bài ngày hôm nay thì Tùng soạn y chang cái nốt trống trên cái beat của ca sĩ Dương Ngọc Thái luôn. Tempo là 7-8, tốc độ 7-8 ha. Thì nhịp 4-4 này. Rồi Tùng ghi ở đây là tay phải, tay trái thì Tùng ghi là right, left, left ha. Thì ghi bằng tiếng Anh nha. Còn cái chỗ nào mà mình ghi chữ O trên đây là mở 2 hét nha. Thì những cái dòng dấu chéo chéo này thì các bạn tự hiểu nó là cái 2 hét. Còn cái dòng này thì nó là snare ha. Rồi dưới đây nó là kick, chống cái ha. Thì bài này nó cũng dễ thôi. Thì bolero thì nó có nhiều kiểu đánh, nhưng mà chúng ta chơi thì tùy theo cảm xúc, theo cái sở thích, chúng ta có thể đánh nó khác đi chút xíu cũng được cho nó hay. Âm nhạc là sáng tạo mà, cho nên là không có nghĩa là một cái điệu bolero đánh đơn thuần như vậy để chúng ta đổi nó một kiểu khác thì nó ra cái điệu khác ha. Nó chỉ cần vô những cái giai điệu, cái mùi vị của bolero thì nó thuộc dạng bolero ha, chứ không phải là Tùng chia sẻ cái điệu bolero nhưng mà này nó lại nhiều kiểu khác nhau. Thì ở đây điệp khúc thì đánh double cái 2 hét lên, nó nhanh gấp đôi, nó nhiều gấp đôi so với bình thường để cho nó hay, nó lạ tai thôi. Cái kích thì cũng đảo chút xíu, thì đây là mình đánh theo đúng cái kiểu chuyên nghiệp của ca sĩ luôn ha. Cho nên là những cái video như này thì nó rất là hay cho những bạn nào mà tập trống ha. Nó có nốt đầy đủ hết rồi, thì tập rất là dễ thôi, chúng ta chỉ cần hiểu căn bản thôi là có thể chơi được rồi. Thì bạn nào yêu thích kênh thì hãy đăng ký theo dõi, cũng như là muốn học trống online theo cái chủ đề tự chọn hoặc là theo một cái lộ trình bài bản thì cứ gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo, Facebook cho mình nha. Bây giờ thì Tùng sẽ vào cái phần thực hành, thì file này thì Tùng sẽ gửi cho Phương luôn ha.
Rồi, thực hành thì nó có nhiêu đó thôi. Bởi vì Phương không có đi theo một cái lộ trình, cho nên là tập những cái bài như thế này thì nó sẽ có những chỗ nó khó. Tuy nhiên thì Tùng đã làm một cách là mình nghĩ là nó là dễ nhất rồi. Nó có nốt nó cũng rất là chậm rồi. Cho nên là Phương nghe và tập từ từ, theo cái chỗ nào mình tập không được thì khó quá thì mình sẽ tập từ từ. Khi nó quen rồi thì sau này vào những cái bài nó gần như tương tự thì nó sẽ dễ hơn, bởi vì mình có cái phản xạ rồi. Thì cái bài ngày hôm nay thì Tùng đã tách ra từng cái chỗ câu báo cũng như là những cái đoạn đánh nó khác nhau với cái tốc độ rất là chậm để cho Phương nhìn vô Phương tập cho nó quen ha. Thì trong cái video tiếp theo mà Tùng sẽ hoàn thiện cái bài học đầu tiên này là hoàn thiện cái video đầy đủ nốt cho Phương tập. Sau đó thì Phương sẽ chọn những cái bài tiếp theo ha. Tập kiểu này thì nó không có theo bài bản, nhưng mà mình tập chơi thì mình cứ muốn ăn liền thì chỗ nào mình thích mình chơi thôi. Rồi, xin được kết thúc video này ở đây. Thì những cái mà vấn đề trao đổi hay chưa hiểu chỗ nào thì mình sẽ trao đổi trực tiếp nha. Rồi, các bạn nào có theo dõi video này thì hay thì nhớ ủng hộ kênh mình nha.